Giới thiệu đi. Hello mọi người. Bây giờ mọi người sẽ chơi đạp vịt. Ủa? Đạp gà. Không. Cái này nè, giống như một bình sát biển muối kinh khủng. Mà nghe rồi, nói để cho Đồng Tháp người ta giới thiệu nè. Rồi, Đồng Tháp nói coi. Nhưng mà game này là game gì? Đạp gà. Rồi, game đạp gà, rồi giới thiệu đi, vô. Hello mọi người. Đạp cho nó. Đá như cũng hồng vậy. Rồi, coi như muối người ta là giới thiệu nè. Hello mọi người, hello anh em. Rồi giờ thấy bây giờ thấy trên TikTok đó mọi người, cái trend này nó vui quá mà cũng chưa có tin, mình chưa thử đó. Thì hôm nay mình có mới mua 4 gà đã băng vô hai chân, thì thôi theo thống nhất thì để cho ông Vi là người sẽ cầm cái bao tay nè mọi người, đây bao tay nè, tao muốn thử một cái coi đi. Ok, thử luôn mà đấy, có tầm một tầm không thử hả? Thử cái phương đấy, lâu thử Cơ bản là vậy anh em. Phan nghỉ chơi. Chơi nữa được không? Ở đây là nhưng mà tụi mình nghỉ chơi được không? Tụi mình chơi khó mình cả là cái này thì mình dán ở cái mặt trước của cái chân, còn cái này thì mình lại dán ở cái mặt sau của chân nha. Cho nên là buộc phải đi như này nè anh em à. Ở bên này thì nhón gót, còn bên này thì nhón đầu này, đây đi rất là khó nha. Thì khó. Rồi, ok. Rồi, tụi nó xuống đi đi. Lấy thiệt. Rồi giờ sao? Xin mời đây. Ok chưa? Rồi bây giờ để mọi người ngồi xuống đã, từ từ. Còn cái nào đến 3, 2, 1 là chơi nha. Rồi nha. Rồi nha. Cho thời gian chuẩn bị nha ba. Chưa. Chưa hả? Rồi. Rồi chơi. Sao nghe tiếng gì không? Em đập đâu ấy, em đập luôn. Đập nếu trả tay được. Đại nha. Đau bụng quá rồi, đau bụng quá. Thôi rồi, bị mất rồi đi. Có thấy không vậy ba? Không. Như chuyện này, như chuyện nè. Cái này có được mấy chân, ok nha. Đúng không? Ôi chưa. Đúng không?
để quen một màn đầu thì Phương có rút kinh nghiệm chưa? Thôi giờ lại nha. Từ từ từ, để chỗ mẹ. Để chỗ mẹ nha. Cút. Từ từ từ. Cút. Cút. Có. Đi chưa? Được chưa? Ông này chạy đâu vậy? Nhìn đâu đâu? Ôi mệt quá à. Lâu quá. Má là cho TV đùng đùng đùng. Chưa biết đâu đâu là vẫn còn bị đập nha. Cười xỉu rồi em à. Giờ đổi không? Không. Không đổi đúng không? Rồi tiếp. Game 3 này mà. Nãy giờ toàn có Phương bị đau con anh em. Không nhìn trốn đâu vậy? Anh đứng đây luôn luôn, anh chạy qua đây. Ủa em nhớ có đụng cái ghế sofa rồi mà ta. Em đụng ngay đây, anh đứng ngay đó nè. Em không trúng luôn. À, đúng à. Rồi xong nha. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Này để chỗ được này. Mình nhớ mình đánh cái này không ai kêu hết trơn, nó không có một tiếng nào luôn. Anh đi mà đau quá, nhân viên mình lỏ nó tay luôn này. Rồi lại tiếp, làm thêm hố nè. Cầm bắt tay chưa? Bắt đầu đi sang. Thank you.
Trời, cậu không có làm nhẹ thế hả? Rồi, bật đi nha. Ôi, qua hết cửa rồi đó. Nó quên, nó quên, tụi nó chết không không à. Mấy giờ đổi là đợi ăn, giờ anh nó ăn quên nha. Ừ. Anh em à, bây giờ là game cuối cùng. Thì theo yêu cầu của hai cháu nó thì giờ mình sẽ là người bịt mắt. Hai nó sẽ là người chạy. Ok. Nãy giờ mình cứ đếp coi thử cái này. Ở đùa không nào thì. Bỏ cái này lên tài luôn. Đâu coi. Ừ, coi đừng có tí hiến nha, đúng rồi, gì vậy đó. Rồi, chúng đi. Đứng yên nha. Ơ, à, chưa mà. Anh bây giờ nè. Ừ, vậy nè. Ủa mình gì mày lâu lắm vậy đi chứ. Cười á. Cười.
Ba cái gì? Ai đứa là hơi đù. Ai đứa là cái gì? Ờ, hỏi lên cũng hỏi luôn đó trời. Không quen nó cờ hoài. Được chưa? Được. Ở đây mà thì sau khi mà xong cái trò chơi này thì cảm thấy là khá là vui nè. Vui lắm á. Chơi team là vui. Nhà tao đâu không vui đâu. Hồi nãy, hồi chơi tao lúc nãy nhưng mà anh bịt mắt để nào bị đập nhiều nhất vậy? Bị em. Thế hả? Nó cứ chật 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 chật, mình nghe cười tiếng cười liên tục anh em ạ. Chơi trò này là phải chịu khó lắng nghe. Đó, do cái phòng này nó cũng nhỏ này cho nên khó phá lắm. Ok anh em, nếu anh em nào cũng chơi thử cái này, chơi team chơi thử là vui á. Ok, hẹn gặp mọi người trò này khi nào team mình đông hơn nữa thì chơi tiếp trò này nha anh em nha. Ok anh em.